Hai các bạn, Phan Ngọc Lợi hôm nay giới thiệu các bạn về giày mọi hay còn gọi là giày lười da cá sấu. Bên shop da cá sấu Sài Gòn ha. Đây là những đôi giày lười da cá sấu, nó có hai màu chủ đạo là màu đen và màu nâu. Thì giày này nó có ba thành phần chính của con cá sấu. Đây đang giới thiệu các bạn này rồi giày đuôi. Đuôi con cá sấu nè, đuôi cá sấu thì mình làm chọn hai con cá sấu cùng có một cái đuôi giống nhau, cùng độ tuổi, cùng quần tương đồng nhau để mình làm ra một đôi giày lười đuôi da cá sấu. Đớ này đớ đúc liền nghiêng khói độc viền bên mình ha. Đây là màu nâu rất đẹp. Các bạn thích nói trời nhiều màu nâu. Màu nâu. Đây là một cặp. Thì đôi giày thì mình là phải chọn hai con cá sấu nó có cùng quăng với nhau thì mình mới làm nó mới đẹp được. Còn một con bông này bông kia không đẹp được. Đó, hai màu chủ đạo đây là màu nâu và màu đen chính. Đây là cái đuôi, đây nó đuôi nó ngắn nè. Đuôi thì nếu con cá lớn mình chọn được hai đôi hai khúc á, khúc là cái phần trên và phần dưới, tùy theo tùy thợ người ta lấy đôi giày nó đẹp. Đây để lấy phần trên nè, nên là cái ngành nó về ra hai màu chủ đạo là màu nâu và màu đen. Đa số này mình lên làm bóng á, đây là chuẩn bị sức đi ha. Đó, cao su đúc liền thì rất êm, rất là nhẹ nhàng. Còn cái khó trên á thì mình chọn loại khó đấy mình thích. Nếu các anh chị có nhu cầu đặt hàng để bán sỉ thì mình sẽ có làm theo nhu cầu á. Đó, đôi này đôi giày giày đuôi cá sấu. Thì ở ngoài là mình làm toàn bộ bằng da cá sấu và cái đớ cao su, và bên trong là toàn bộ lót bằng da bò hết ha. Da bò lót full hết, da bò ở trong là full da bò hết, rất là im. Đi thời gian bóng lên bóng lưỡng đó. Các bạn có nhu cầu mua sỉ hoặc lẻ hãy liên hệ số điện thoại 0949587079. Xin nhắc lại số điện thoại 0949587079. Nhớ được biết thêm chi tiết, tham gia website để mình coi được nhiều mẫu hơn và coi